Xin chào các bạn. Hôm nay thì cô lại chia sẻ với các bạn về cái cách là làm cách nào để chúng ta viết chữ Hán có dấu, hay còn nói cách khác đó là làm sao có thể viết được pinyin như các bạn nhìn thấy trên bàn phím điện thoại của cô hoặc là trên vi tính của cô cũng như vậy. Tất cả chúng ta đều sử dụng bằng phần mềm để chúng ta học tiếng Trung một cách nhanh nhất nha các em. Vậy thì các em sẽ theo sự hướng dẫn của cô nhé. Bây giờ thì chúng ta, các em sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ hiện tại điện thoại của cô đang xài đó chính là phần Oppo, của tôi, phần đó. Và bây giờ cô muốn sử dụng được vừa chữ Hán vừa Pinyin một lúc luôn nhé các em, chứ không cần phải Pinyin không hoặc là chữ Hán không đâu nhé. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cùng một lúc luôn. Về cái phương pháp này thì cực nhanh. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phần này là cô sẽ thấy là phần Z Phone 3, các em nhìn thấy chưa? Làm thế nào để chúng ta có được phần mềm này? Thì các em vào phần CH Play, tải như trò chơi game của mình ấy, các bạn nhìn thấy cái phần CH Play chưa? Đấy, cái phần CH Play này, đó, cái phần hình tam giác đấy, các em vào đây. Sau đó các em đánh cái chữ dùm cho cô là Z Font 3. Ok, và ngay cái hình đầu tiên các em nhìn thấy chưa? Đó, cái phần đó, các em nhấn vào dòng đầu tiên. Thì các em vào phần cài đặt, sau khi cài đặt rồi á, thì nó có cái dòng để mở, thì các em mở ra cho cô. Đấy. Thì trong phần mở này rồi á thì cái này phần quảng cáo các em bỏ qua. Các em vào cái dòng cuối cùng bên tay phải, các em nhìn thấy chữ Locker, ok, nhìn vào đây và các em ấn vào đó, nó sẽ hiện lên cái bàn phím màu đen này, trên đó nó có chữ AA trong hình tròn, A lớn A bé trong hình tròn, các em ấn vào và các em sẽ chọn đến phần download. Download thì trong cái phần này á, phần download này á, thì cô đã để làm sao để các em tải về được luôn chứ không cần phải cô để vào trong phần phần comment của cô nữa. Thì cô hướng dẫn cho các em có thể tự tải được trên vào điện thoại của mình luôn. Vậy thì làm thế nào để có được cái phần vừa chữ Hán vừa Pinyin, các em nhìn thấy không? Phang trong khải thì Pinyin chữ khu hẳn chẳng gian thôi mà. Vậy làm cách nào để chúng ta vào được? Thì các em sẽ nhìn cô hướng dẫn, các em thoát ra màn hình. Các em vào chữ G đây này, Google đấy, các em nhìn thấy chưa? Sau đó các em sẽ bấm cái chữ là bây giờ các em sẽ bấm cái chữ đó chính là pinyin các em bấm pinyin font font đấy. Thì chỉ cần các em ở trên điện thoại các em bấm cái phần này thôi, nó sẽ hiện lên là pinyin font v2, tức là chữ v2 đó, các em ấn vào đó cho cô. Sau đó các em sẽ vào cái phần hướng dẫn cài phông tiếng Trung hiển thị Pinyin cho điện thoại, các em ấn vào dòng đầu tiên nhé, đừng xuống dòng thứ hai nhé, lưu ý chỉ dòng đầu tiên thôi. Sau đó là các em sẽ vào đến cái phần, em nhìn thấy cái chữ tải về chưa? Chữ tải về 1, tải về 2, tải về 3, các em sẽ vào dòng đầu tiên đó chính là phone tiếng Trung có Pinyin tải về tại đây, các em ấn vào chữ tải về. Và bây giờ người ta hỏi là các em có chữ tải về không? Thì các em bấm chữ là tải về, tại vì máy cô tải nhiều quá rồi, các em tự tải về màu vàng đấy. Ấn tải về. Được chưa? Đó. Thì nó sẽ có 4 phần như của cô giáo, tại vì do cô có tải nhiều lần, double nhiều lần mất công cô phải xóa. Đó. Thì các em sẽ cứ tải về như vậy, các em ấn vào hình đầu tiên. Được chưa? Thì nó sẽ hỏi là tải về hay không, các em thấy mũi tên đi xuống, các em ấn vào một cái. Đó. Nó có chữ là tải xuống, nhưng bây giờ cô không tải xuống nữa, cô hủy, được chưa nào? Và 4 lần như vậy, các em cứ làm như vậy, các em đi qua mũi tên bên tay trái, các em trở lại màn hình và các em tải 4 lần như vậy cho cô, kịp không đã nào? Ví dụ cô điển hình cái phần cuối cùng này. Đấy, nó sẽ hiện lên chữ Hán, các em nhìn thấy chưa? Nó hỏi tải xuống không, em ấn vào tải xuống là xong. Đó, chúng ta phải có 4 phần này. Vậy thì 4 phần này nó nằm ở đâu khi trong trong máy điện thoại của chúng ta? Thì các em thấy rằng là trở lại màn hình. Cô về lại về cái phần mà Z3 Phone 3 đó. Z Phone 3 này cô vào lại thì nó sẽ vào đây này các em. Đó. Và khi các em vào đây rồi á cô trở lại màn hình cho các em nhìn thấy chưa, vào Locker nhá, sau đó ấn AA nhá, ấn AA nó sẽ ra vào phần download là mới cái phần hồi nãy các em download về đó. Các em vào đây các em download cho cô. Sau đó các em sẽ tích vào đây một cái một, các em ok. Được chưa? Đó. Khi các em ok rồi á thì các em người ta sẽ hỏi các em là apply, thì em apply cho cô. Apply thì em vòng vào cái dòng số 3 đó là Support Die Character. Các em ấn vào dòng này. Thì nó có hỏi là mình có cài đặt không? Các em ấn chữ Install.
Intro là cài đặt nha các em. Intro là cài đặt. Nó hỏi mình có cài đặt không? Thì các em ấn cài đặt là xong. Được chưa? Còn cô thì cô cài quá nhiều rồi nhá. Cô bỏ phần này đi. Tiếp tục sau đó các em sẽ vào tiếp tục, đó là phần Chenrian. Các em vào phần này này. Thì người ta sẽ yêu cầu mình là tìm đến cái phần, đó chính là ngôn ngữ khu vực. Cứ phần ngôn ngữ các em vào thôi. Thì khu vực của chúng ta ở đây người ta yêu cầu là chúng ta chọn Myanmar hoặc là Ấn Độ, tùy theo, chỉ có hai cái này thôi các em nhé. Tất cả các cái phần mềm mà cài phần mềm đánh chữ của tiếng Trung á, thì chỉ có Myanmar hoặc là Ấn Độ. Myanmar tức là Miến Điện ấy. Sau đó các em ấn vào đây, còn có một số máy thì ấn vào Ấn Độ nhé. Thì ở đây thì cô ấn vào phần Myanmar, tại vì cái phần này nó yêu cầu Myanmar thì mình vào Myanmar. Sau đó các em ra lại, ấn xong rồi thì các em ra lại, các em trở lại về cái màn hình cũ của mình á, cái phần của mình đang cài đặt á. Thấy chưa nào, cái phần đang cài đặt, phần download này này, chúng ta đang cài đặt đó. Thì khi các em vào đây rồi á, thì các em sẽ còn một cái phần cuối nữa. Các em apply xong rồi đúng không nào, các em vào phần này xong này đó. Rồi cái phần cuối cùng các em nhìn thấy không, đó là Chen Phone. Hồi nãy intro xong rồi nhá, Chen Rian xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta đến phần Chen Phone, thì chúng ta vào phần cuối cùng này, nó rất là quan trọng này các bạn này. Các em theo tay cô trượt màn hình lên phía trên, trượt màn hình lên phía trên, kéo cho đến cái chỗ phần đó chính là gì em biết không? Đây, phông chữ, cỡ chữ hiển thị, hỗ trợ ký tự đai. Thì các em nhấn vào hình màn hình sáng bên này cho cô. Đấy, sorry. Hỗ trợ ký tự đai, các em ấn vào cho nó sáng. Bình thường nó tối như thế này đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta kéo nó sang bên tay phải. Đó, nó sáng lên. Đó, rồi chúng ta trở lại màn hình. Rồi chúng ta trở lại màn hình. Đó. Và các em lại vào lại cái phần này này. Đó. Thì các em cứ làm như vậy. Làm như vậy nhá. Làm tiếp tục. Chúng ta sẽ vào phần này cho đến làm hết hết những phần mà phần download 4 phần đó các em. 1 2 3 4 giờ, đây là cô nhiều quá này. Cái này là cô, đây cô nhiều quá này. Đây này đó. Xóa bớt đi. Xóa bớt đi. Xóa bớt đi, cô nhiều quá. Đó, thì các em xóa bớt đi. Đó, của cô là cô tải, cô hướng dẫn cho các bạn, cô tải nhiều lần cho các em thấy, chứ còn thật sự là có 4 lần thôi. Đó, thì các em cứ tải từng phần một như vậy. Chúng ta lại vào đây, chúng ta lại ok, chúng ta lại làm 3 phần như cô hướng dẫn. Thì khi hướng dẫn xong rồi á, thì các em ok là xong thôi. Xong rồi á, thì làm sao để có thể sử dụng được. Thì các em thấy trên màn hình của cô bình thường như thế này, các em thấy nó cũng không nhìn thấy được đúng chưa nào. Bây giờ cô thử một cái, cô vào phần Google. À, thì cô đánh vào đây. Hiện tại bàn phím của cô đang là tiếng Việt, cô chuyển qua phông tiếng Trung. Em nhìn thấy chữ pinyin không? Đấy. Và bây giờ cô viết, ví dụ cô viết muốn từ gì nhỉ? Các em muốn từ ví dụ như là chung của, cô ví dụ như vậy. Chung của. Thì lập tức trên máy cô nó có từ chung của, báo Trung Quốc hoặc là bản đồ Trung Quốc. Cô vào chung của, cô ví dụ như vậy. Thì ở trên này á, các em nhìn thấy là tất cả là chữ Hán, chưa có phần pinyin đúng chưa nào? À, vậy thì bây giờ cô chỉ cần vào bất cứ một phần nào trên này thôi, thì lập tức cái phần pinyin của cô nó sẽ hiện ra ngay. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Cô phóng lớn lên cho các bạn nhìn thấy không? À, ví dụ như là ở đây cô có thể đọc là gì đây nhỉ? Chữ thảo mù khở nồng, cua phân nhạc, vân vân tầng tầng, hả? Dẫu chân y, hả? Chỉ nỉ rủng, ví dụ vậy, hả? Vân vân. Các em thấy rất là dễ đúng không? Đấy. Thì ở đây á, thì cô cài cái phần giản thể, còn phồn thể thì các em cài vào. Nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Các em nhìn thấy chưa? Đó. Vậy thì bây giờ có một số các bạn muốn viết thì chúng ta lại vào cái phần Zalo này chẳng hạn, chúng ta muốn gửi tin nhắn cho ai đó, cô ví dụ cô muốn gửi cho bạn Cherry này chẳng hạn đi đúng không? Thì cô sẽ nhắn tin, cô nói ní hảo. À, và cô gửi cho bạn ấy ní hảo đúng không nào? Ní hảo. What happened? Bình thường cô gửi bình thường mà sao bây giờ nó lại nó đang bị lỗi phần trong máy của cô á. Ok, cô sẽ điều chỉnh lại nha. Rồi. Thì các em thấy là ngay 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 trên cái phần đánh của mình á, nó sẽ có cái chữ ní hảo.
thấy chưa? Đó, và khi cô gửi đi thì nó vẫn bình thường thôi. Đó. Và có một số phần thì cô đã gửi rồi, đúng không? Có một số chữ thì cô cũng đã gửi rồi. Thì bên bên các bạn nhận, các bạn đều có thể nhận được hết. Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần thấy rằng là cái phần mềm của chúng ta, cô thử ví dụ phần Word thử coi nào. Đó, để cô mở một phần mới chẳng hạn đi. Bây giờ cô muốn sử dụng bên trên phần Word này. Vậy thì làm cách nào cô có thể viết được? Cô viết thử xem các em nhìn nhé. Ní. Đó, ok. Vậy thì hồi nãy là do cô đã cài, cô giới thiệu cho các em cô đã cài mất phần pinyin rồi. Bây giờ cô sẽ trở lại cô kiểm tra lại nha. Đó. Thì cái phần này bây giờ nó mới được chữ Hán thôi các em. Các em nhìn thấy bây giờ mới có được chữ Hán thôi. Đó. Như vậy thì cái phần này sử dụng y như máy tính bình thường này các em. Hả? Máy tính bình thường, màu này. Cô ví dụ cô lấy màu đỏ đi, đúng không? Đấy, cô viết chữ in này, đúng không? Thì cô sẽ mặc định nó ở đây. Thì cô viết y là tiếng Việt mình thôi các em. Ở đây sai chữ thì cô cho sai lớn lên, cho sai 72 đi. Cô ví dụ như vậy. Màu phông tô sáng thì ví dụ vậy đi. Rồi cô làm xong là Tham New Roman. Ok. Thì bây giờ cô ra đây cô viết. Cô chọn 72 mình biết nó ra chưa? Nên nó về 11 à? 18 này. Cô viết in nghiêng thử đi. Nó có ra được không? Cô tô màu luôn đi. Rồi. Xem định dạng rồi, xem các kiểu rồi đúng không? Bây giờ cô viết thử xem được chưa nha. Các bạn thấy là ý. Đó, thấy chưa, y như sử dụng bình thường của mình thôi. Đó, thì các em thấy rằng là nó rất là dễ viết chứ không không có khó đâu các em nhé. Đấy, cô tô màu này, tô sáng này, chữ này. Chữ thì mình chọn chữ màu vàng, màu đỏ gì đó các em chọn nhé. Đó. À, chữ tao, của vân vân, chân đi, vân vân, tầng tầng. Và sau đó thì chúng ta sẽ lưu file lại thôi. Lưu thì các em đánh vào chữ V là các em lưu lại nhé. Và mình chuyển file đi. Đó là cách học nhanh nhất trên điện thoại. Đó, cô hướng dẫn, còn vi tính thì quá dễ làm rồi, đúng chưa nào? Đấy. Còn phần này cô không lưu lại nha. Cô không lưu lại, cô thoát ra ngoài. Và bây giờ cô muốn điều chỉnh lại cái phần của cô. Đó chính là cái phần mà phần log A của cô đây này. Để cô cài đặt đây này. Cô hướng dẫn cho các bạn mà cô thoát ra phần nào rồi đó. Thì bây giờ cô vào cái phần này lại đúng không? Cô ok. Và cô làm lại nha. Cô apply. Và cái phần này là cô làm lại cái phần này này. Đó. Thì yêu cầu cô làm lại. Đúng không? Intro. Bạn có muốn cài đặt cập nhật cho ứng dụng hiện nay không? Dữ liệu của bạn sẽ không bị mất. Cô vào cài đặt. Cô vào cài đặt xong, sau đó thì cô lại đến cái phần phần thứ hai tiếp tục. Và cô vào đây thì cô lại cài cho cái phông Ấn Độ. Chắc hồi nãy cô qua cái phông của Ấn Độ ấy. Cái này là của Myanmar nhá. Cô phải vào cái phần Myanmar. Ngôn ngữ khu vực cô vào Myanmar lại này. Đấy, cô vào Myanmar. Đúng chưa? Rồi. Sau khi cô vào Myanmar xong rồi á, thì cô lại trở lại. Cô trở lại. Và cô tiếp tục trở về cái chen phone cuối cùng. Đó. Và cái phần này á, thì là cô sẽ kéo lên cái phần là đây, ký tự đai đây. Đó, hỗ trợ ký tự đai đây. Cô vào lại, cô mở ra. Được chưa? Đó. Và như vậy là cô đã hoàn thiện xong rồi. Và cô sẽ làm từng bước như vậy nữa. Đúng không nào? Cô thử nhắn tin cho một bạn coi nhé. Ok, hí hào. Khả năng là cái máy của các bạn. Cô vào thử cái phần phần chat này coi. Cô nhắn từ nào. Ý họ. À, như vậy thì cái phần Zalo ấy các bạn thì nó lại là không hỗ trợ về phần cho phần pinyin, nhưng mà phần Messenger thì cô lại dùng được rồi. Các em nhìn thấy từ ní hảo ở phía trên, chữ ní hảo nó có pinyin nhỏ nhỏ đấy. Ní hảo, các em nhìn thấy chưa? À, ví dụ cô viết thêm một mấy số từ nữa, sen chai chẳng hạn đi.
cô viết từ sensei chẳng hạn đi, thì ở trên này á nó cũng hiện lên rất là rõ ràng đó. Như vậy thì Zalo mình nó không cho hiển thị pinyin đó. Còn về cái phần Messenger và các phần mềm khác thì đều hiển thị hết các bạn nhé. Vậy thì phần Zalo mà các em muốn có pinyin thì cô cũng có cách, nhưng mà cái phần đó cô sẽ hướng dẫn vào một cái file video khác cho các em. Ok, như vậy thì bây giờ chúng ta đã dễ dàng để sử dụng được những phần này rồi, right? Ok, so thank you so much. Phần này nếu mà các em cảm thấy hay hoặc là các em có mọi thắc mắc gì không cài đặt được thì các em có thể điện thoại trực tiếp cho Trần Lão Sư 0938876359. Và làm thế nào để các em viết được trên điện thoại cũng như là vi tính hoặc là phiên dịch nhanh chóng qua những cái phần mềm này thì các em điện thoại hoặc là email vào hoặc là comment phía dưới trong video. Nếu như cảm thấy các em muốn học tiếng Trung thì các em có thể vào cái trang xen vào ngoại ngữ của cô hướng dẫn từ A đến Z, tức là từ phần các em bắt đầu chưa biết gì tiếng Trung cho đến phần các em phiên dịch và trở thành viết như một người bản xứ đó. Thì phần này cô chia sẻ rất là kỹ từng phần một. Đầu tiên thì các em có vào 10 nguyên tắc viết chữ Hán, thứ hai thì các em vào bảng chữ cái tiếng Trung, thứ ba thì các em lại vào là 214 bộ thủ chọn gói, và thứ bốn là các em vào những cái phần mà giáo trình cô dạy, và thứ năm nữa là những cái phần cài hỗ trợ đặt phiên dịch. Thậm chí các em đi ra nước ngoài chúng ta không sợ về ngoại ngữ nữa, hoặc là các em thi cử trong cái HSK cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc là TOEFL ABC thì là bên xen vào ngoại ngữ sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các bạn học tiếng Trung hoặc là tiếng Đài Loan nhé. Phồn thẻ giản thẻ thì các em cứ liên hệ trực tiếp với cô sẽ chia sẻ với các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.